Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Vâng, kính thưa quý vị, tại sao mạng xã hội và cộng đồng mạng đều đồng tình với Hồng Loan và lên án cô Sáu Hồng Nhung cũng như chú Bảy Tiểu Linh cũng như là người em họ Hồng Phượng? Tại vì họ bên cái lẽ phải mà thôi. Đa số mọi người chúng ta đều nhận thức và có ý thức được việc nào làm đúng, sai, trái. Đó là cái đạo lý, cái tình người. Và người ta cảm nhận được Hồng Loan là một người hiền từ, thân cô, thế cô, bị cô Sáu ăn hiếp từ nhỏ tới lớn. Và cho đến bây giờ khi người cha ra đi thì lại họ rắp tâm, họ manh tâm, họ dùng những cái hành động, lời nói, những cái video cũ, rồi họ cắt ghép, họ xào nấu, xào chẻ, vân vân và vân vân, để Hồng chia phân nửa tài sản này của người cha của người ta để lại cho người ta. Nhưng họ không có nghĩ rằng cái thâm tình mà anh Năm Vũ Linh đã trả nợ cho họ hai mươi mấy ba chục năm, phải không các bạn ham? Rõ ràng là họ nhờ cái sự bao bọc chở che của anh Năm Vũ Linh của họ mà họ sống cuộc sống sung túc, nhờ tiếng tăm của cậu Năm mà đưa Hồng Phượng lên con đường sự nghiệp ca hát, chứ không ai biết Hồng Phượng là ai. Và cho tới gần đây, trong thời gian gần đây, khi là sau Nói Ngôi thì chúng ta mới biết được là ca sĩ Hồng Phượng, còn Hồng Nhung là nghệ sĩ, nhưng lúc đó trước không có tiếng tăm, cũng nhờ người anh trai của mình nâng đỡ mình lên. Nhưng mà mỗi người nó có một cái vị trí riêng trong lòng của khán giả, là nhờ thực lực. Nếu mà chúng ta không có tài thì có làm cách mấy thì cũng vậy thôi, phải không các bạn ha? Chúng ta cũng thấy rằng ở cái tựa đề mà tôi đề, có một cái clip tôi đề là họ bào họ báo chứ đâu phải họ giỏi đâu mà đòi chia tài của cải của người ta. Rồi còn đi ra công an làm giấy xác nhận là con nuôi. Nếu mà làm giấy tờ con nuôi phải có người đó chứng nhận và người ta ký tên nữa mới này kia nào mới được, phải không các bạn? Cũng giống như là nếu mà nghệ sĩ Vũ Linh còn sống á mà Hồng Phượng có ra ngoài phường làm đơn làm con nuôi thì cái lá đơn nó được nghệ sĩ Vũ Linh xét dịp quá rồi người ta mới ký con đăng đây, tự mình đi làm đơn như vậy thì ai mà chấp nhận được, phóng quạt. Bây giờ có lấy cái những bằng chứng video trong gia đình sum họp này kia nọ coi như là con nuôi trong gia đình thì cái đó không ăn thua gì chứ nha. Cái đó là những cái chuyện mà trà dư tủ hậu, những cái tiệc vui trong gia đình mà thôi. Vâng, có đọc những cái lời bình luận của các bạn, có nhiều cái bình luận của thực hay sắc bén, có nhiều bình luận cũng vui vui hài hước. Vậy là sang tiện đây mình cũng đọc lại cho các bạn nghe. Và cái tiếng nói âm thanh của mình đó các bạn, nhiều người mình nói rằng mình nói nhỏ nhưng mà thật ra là mình đã nói lớn lắm rồi á. Cái sự khác biệt giữa cái người YouTube ở nước ngoài và ở YouTube ở Việt Nam, hoặc là các bạn dễ nhận ra là Việt Kiều, là tại vì sao? Những người ở bên Mỹ này về nước ngoài về thì nói chuyện nó nhỏ nhẹ và từ tốn, từ từ. Tôi thấy ở Việt Nam thì nói chuyện nhanh và hơi lớn tiếng. Đó, cho nên cái sự đó có thể cũng có thể là cái âm lượng những người nước ngoài nói chuyện nhỏ nhỏ không các bạn, chứ mà mình nói mình gào hét hoặc la lớn giống như Việt Nam thì ở đây người ta nhìn mình liền là kỳ lắm, cho nên chắc cũng quen rồi, thôi các bạn thông cảm giùm nha. Bạn Jasmine Lê Lê thì cứ nói ha 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 hay quá chú Cali ơi, mẹ con Hồng Phượng họ bào, Tiểu Linh họ báo, tụi nó đâu có mang họ võ mà đòi giành tài sản với con gái của Vũ Linh, nhục quá đi thôi. Có người nói thì không biết cô Sáu với lại chú Bảy có cùng họ với lại Vũ Linh hay không, tại sao mà tánh của người anh thì quá tốt, có tầm, có đức, có tâm, mà sao mà hai người em thì quá trời quá đất luôn, chịu không nổi luôn. Trần Anh, nhỏ Hồng Phượng hẹn đến 100 ngày chú Vũ Linh sẽ trả lời mọi chuyện. Chú Vũ Linh hả? Còn ông Văn Tiên này cũng hẹn 100 ngày làm rõ mọi chuyện nữa. Ha ha ha. Chà chà, khán giả cũng đang chờ tới 100 ngày coi chuyện gì xảy ra. Thanh Nguyễn, em lại cho anh những trái tim rồi nha. Đó là những cái trái bấm 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 những trái tim. Và cảm ơn Thanh Nguyễn rất nhiều nha. Anh ơi, em nhờ anh lên tiếng nói Hồng Loan đừng để bà xá bào ở trong nhà nữa, rất là nguy hiểm.
vì lòng dạ của bà Xá Bào giả tâm độc ác nham hiểm không cho ở trong nhà anh Vũ Linh được đâu, vì tương lai của Hồng Loan để tránh họa về sau. Đây là những cái ý kiến của nhiều người nói là Hồng Loan nên để mời cô Xá Bào về sống chung với Hồng Phượng hay là mướn nhà trọ nào á, tại vì không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì một người mà rắp tâm thì chúng ta khó đỡ lắm, phòng cháy hơn chữa cháy, Hồng Loan nha. Khán giả rất là ủng hộ và khán giả rất là thương em cho nên mới có những ý kiến như vậy. Tuyết Châu, ông Tiểu Linh này dốt quá, dám đám Xá Bào nói Hồng Loan là con nuôi, con bé mới nói bằng tình thương mến thương là sẽ đi thử máu với chú Bảy mình, không chịu hiểu, lên mạng nói lung tung, bởi vậy mới bị phản đối. Lúc Thúy Nga về ủng hộ, tôi cũng thấy ông nên ủng hộ cho Tiểu Linh, nhưng giờ thì không nên nữa. Vâng, nữ danh hài Thúy Nga có về Việt Nam, cũng có ghé quán bánh xèo, cũng ủng hộ cho Tiểu Linh sau khi mà Vũ Linh ra đi. Nhiều người ở hải ngoại và nhiều khán giả ở trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho bánh xèo giống như là một tri ân. Người ta chỉ tri ân Vũ Linh thôi nha, tri ân người đã đem lại bộ môn cải lương hồ quảng trên sân khấu, làm sáng sân khấu, người đưa đò, cho nên người ta mới ủng hộ cho Tiểu Linh. Nhưng không ngờ Tiểu Linh lại đối xử với con người ta là như vậy. Đúng vậy, theo như bạn Tuyết Châu này nói rằng lúc mà Hồng Loan nói đó, nếu mà mấy người không tin á, con nuôi con ruột á, thì mời chú Sáu, mời chú Bảy đi thử máu cho tôi biết liền. Đó là một lời mời đi thử thử ấy, chứ không phải là lời thách thức. Còn chú Bảy Tiểu Linh lên dùng nhất viên chỉ chỏ vô thẳng vô mặt khán giả và vô mặt của Hồng Loan chứ. Mày thách thức tao. Đây là dùng. Mà ngày xưa tôi nhớ trong Thiên Long Bát Bộ họ Đòn không có chỉ cho anh Tiểu Linh này cái bộ môn này. Vương Phượng, cái nhà ở quận 5 trước đây là bạn của Vũ Linh, bán cho Vũ Linh vào năm 1999 để qua Mỹ sống cùng với con cái. Sau đó căn nhà được cho thuê với giá với hơn 20 năm rồi đóng cửa. Bà Sáu, Tiểu Linh và Hồng Phượng đều biết căn nhà này. Trong các đoạn ghi âm về tài sản thì bà Hồng Nhung không bao giờ nhắc đến gia đình Tiểu Linh vì bà ấy biết ông ấy đã phân chia rồi. Nên mẹ con bà ấy cứ nghĩ căn nhà ở Phú Nhuận là của hai mẹ con của bà ta. Nhưng có lẽ sai lầm rồi vì còn con cái nữa. Nay mai bà Sáu quay qua đòi chia tài sản căn nhà ở quận 5 với chú Bảy. Chú Bảy cho mà coi. Thật sự, việc Tiểu Linh có một căn nhà nhỏ ở Bình Chánh và chỉ thực sự dọn qua quận 5 bán bánh xèo khi cậu Năm Vũ Linh nằm viện và họ biết sẽ không qua khỏi. Sau khi làm lễ tang xong thì việc Tiểu Linh ra bán nhà ở Bình Chánh và mới bán cách đây mới có 2 tháng mà thôi. Thì như vậy có thể hiểu rằng việc vợ chồng Tiểu Linh dọn qua ở căn nhà quận 5 là tài sản thừa kế của mình. Nên ông ấy không hề nhắc tới chuyện gia tài ở Phú Nhuận. Kênh Cao Hơn Hữu là người ra bán nhà cho chú Bảy đó. Thì ra là như vậy. Như vậy là Tiểu Linh đã bán căn nhà ở Bình Chánh rồi dọn qua căn nhà này ở. Như vậy là Tiểu Linh đã có được thừa hưởng, đã được chi gia tài rồi. Cho nên không bao giờ không có nói lên tiếng trong cái vụ mà căn nhà ở quận Phú Nhuận này nữa. Nhưng mà nếu cái việc này xảy ra và nếu việc Hồng Loan biết được, cha mình đã cho rồi thì thôi. Nhưng mà cái căn nhà đang tranh chấp cái gì nữa, hoàn toàn là của Hồng Loan rồi, phải không? Thì bà Xá Bào với Bảy Báo sẽ trở mặt để cho coi và họ sẽ tranh nhau về cái căn nhà ở quận 5 nữa cho bà coi. Bạn Thiên Lộc có nói vì vậy Hồng Loan phải tiến hành thuê luật sư tìm hiểu xem sổ hồng nhà đó ai đứng tên, phải làm thừa kế sang tên rồi tính sao, cho ai cái gì thì hạ hồi phân giải. Hèn gì Tiểu Linh không hề tham gia đòi chia gia tài căn nhà quận nhất mặt tiền
giá cũng 50 tỷ trở lên. Vũ Linh đi hát quá trời giàu luôn, nhiều căn nhà mua lắm mà mấy em phá hết các bạn ha. Bây giờ chúng ta cũng thấy lạ tại sao chú Bảy Tiểu Linh này không bao giờ nhắc đến chuyện chia gia tài, phải không các bạn ha? Cái tin đó rất là hay, rất là rất là có lợi cho Hồng Loan, và chúng ta cũng biết đằng sau câu chuyện đó như thế nào nữa, phải không các bạn? Cảm ơn bạn Vương Phương hay là Vương Phượng rất là nhiều nha. Để chúng ta đọc lại cái đoạn này các bạn ha. Căn nhà ở quận 5 trước đây là bạn của Vũ Linh, bán cho Vũ Linh vào năm 1999 để qua Mỹ sống cùng con cái. Sau đó căn nhà được cho thuê hơn 20 năm rồi đóng cửa. Bà Sáu, Tiểu Linh và Hồng Phượng đều biết căn nhà này. Trong các đoạn ghi âm về tài sản thì bà Hồng Nhung không bao giờ nhắc đến gia đình Tiểu Linh, vì bà ấy biết ông ấy đã có phần chia rồi, đã được thừa hưởng, đã có nghĩa là Vũ Linh đã cho rồi đó, đã cho phần tài sản đó. Và họ cũng đủ biết rằng anh mình không qua khỏi sau cái cơn bệnh này. Nên mẹ con bà ấy cứ nghĩ căn nhà ở Phú Nhuận là của mẹ con của bà ta. Lúc mà Vũ Linh bệnh rồi vào nhà thương rồi đã cho cái phần cái căn nhà đó ở quận 5 cho Tiểu Linh, thì bà Sáu Nhung ở căn nhà này ở Phú Nhuận thì bà nghĩ rằng căn nhà này là của bà ta. Nhưng mà ý trời, ý người không qua bằng ý trời, bằng các bạn ha. Yến ở England, mấy đứa con trai của Hồng Loan mặt mày sáng sủa, lễ phép và ngoan. Đúng là cây nào thì xanh trái đó, Hồng Loan thừa hưởng tánh tình hiền lành của cha. Giờ xanh mấy đứa cháu ngoại cũng hiền lành ngoan ngoãn giống mẹ và giống ông ngoại quá. Linh Nguyễn, miệng của Hồng Loan mớm mớm, môi trề trề giống y hệt như là ba. Anh Cali ơi, ở ngoài đường đời, Phượng Tiền nó dựa vào cậu Năm vênh váo lắm. Lũ này nó không nhà không cửa nên giờ nó thấy Hồng Loan thừa hưởng tài sản nên lũ nó điên tiết lồng lộn thì sao mà nó thương Hồng Loan cho được. Ngày xưa Hồng Loan bị mẹ Sáu Bào hành hạ, nghĩ mà thương cho cô bé. Mẹ không có, cha phải đi cày xa xôi. Tội quá anh nhỉ, chúc anh mạnh khỏe và ra nhiều clip hay. Vâng, cha thì phải đi làm để cho bà Sáu Bảo Bào và để cho chú Bảy ông báo. Linh Trần, chào chủ kênh. Từ lâu tôi cũng nghi ngờ họ cùng mẹ khác cha. Có thể ba lần bà sang sông. Tôi nói bởi vì nghệ sĩ Vũ Linh từng kể cho hai bà chị rất nhiều lần về người anh thứ tư. Người này đẹp trai, nét lai nên được gọi là anh Tu Tây. Nghệ sĩ Vũ Linh kể họ từ bé đã lặn lội, buôn bán lặt vặt kiếm tiền giúp mẹ. Anh Tây rất siêng năng, mau hết hơn là cậu Năm. Hai chị mất rồi khi còn bé. Nghệ sĩ quá cố thích CNL là gì các bạn? Theo học thầy TAR, học lén vì ông ba không ưng, may mắn mẹ hưởng ứng, mẹ che giấu. Ba biết nghệ sĩ bị ba cấm, bị ăn đòn nhiều lần rồi. Một ngày ông được tổ đãi, ông ký contract nhận 100.000 thời đó, không dám đem về. Nghệ sĩ quá cố Thanh Sang dẫn ông vào gặp ba má luôn. Mình có nhớ câu chuyện này. Cái người mà dẫn ông lại ký cái hợp đồng và chở ông đi và chở ông về cho ông áo bằng là nghệ sĩ Thanh Sang. Là lúc đó là ký 100.000 đồng thời đó cũng lớn lắm nha các bạn. Là lúc đó ông mới có mười mấy tuổi. Khởi sự với số tiền quá lớn này giúp gia đình vui như thế nào. Cũng từ hôm đó hào quang chiếu sáng, cũng từ đó mà gánh nặng gia đình cho đến hôm nay nằm trong lòng đất, thân xác trả lại với đời vẫn còn chưa được an nhiên. Lòng tham của những người này từng thể hiện qua tuần xã hội hoặc gia đình, không ngờ nó lại nhập vào gia đình của mình. Chị Vân Phan có nói Kali hiền lành, thấy ai bị ức hiếp thì tìm hiểu và bên vực. Chúc Kali luôn hạnh phúc và mạnh khỏe nha. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều nha.
Không phải riêng em đâu chị cũng vậy nè, và các anh YouTuber nè, các chị YouTuber và những khán giả cũng vậy, người ta ai nấy đều thấy sự bất bình là cứ nhảy vô thôi à. À, đại khái nói chúng ta tám đi, tám nhiều chuyện. An Nhiên trên Đào Ngọc, chủ kênh nên đầu tư âm thanh to lớn, những kênh khác nghe âm thanh rõ lắm. Dân, mình cũng có nè, mình có mấy cái này hết trơn á, mấy cái mic này hết trơn á, mà cái này để khi ra đường mới nói thôi. À, mà tại vì cái âm lượng mình nói á, là mình nói nhỏ quen rồi các bạn. Bây giờ mình nãy giờ mình nói lớn á, mình thấy khang cổ liền á, mình chỉ cần nói lớn thôi à. Có người bạn tên là Phương Ánh thì nói họ khóc ra tiền, mà khóc nước mắt của họ hành thử ra tại sao mà họ không khóc, khóc để lấy đi tài sản mà. Phải nói là có nhiều cái lời bình luận rất hay lắm nha các bạn, nhưng cũng có những lời bình luận rất ngắn thôi, nhưng mà rất là xúc tích, mình đọc rất nhiều. Và cảm ơn những các bạn cũng như khán giả đã luôn 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 để lại những lời bình luận để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Phượng Trần, chỉ vì tiền mà đàn cháu ruột muốn thành là con nuôi. À, bạn ấy nói ý nói là Hồng Phượng đó hả? Cháu ruột mà bây giờ là muốn thành con nuôi. Cô lại cháu Hồng Phượng luôn, còn trẻ vậy mà làm điều lớn lao quá rồi. Cái này là mỉa mai đó nha. Nguyễn Minh Tùng hết biết luôn, nó nghĩ pháp luật Việt Nam như là trò chơi vậy á. Tuyết Vlog, họ muốn như là ruột thịt, vì có lẽ ông Bảy Báo không cùng huyết thống với lại anh Vũ Linh, vì họ muốn như thế, nhưng cũng không nên để họ ở trong nhà, họ có sự toan tính rồi. Cảm ơn bạn Tuyết Vlog nha. Nếu ai có biết Tuyết Vlog thì qua ủng hộ bằng cách đăng ký dùm cho Tuyết Vlog nha. Rất có nhiều bạn như là bạn HN có nói là đúng rồi, phải tách biệt Hồng Loan và mẹ con Sáu Bào ra xa, hai mẹ con người này thâm độc lắm, nhiều mưu mô. Phượng à, đâu phải làm giấy xác nhận con nuôi là được đâu, Vũ Linh phải thừa nhận mới được chứ. Đúng vậy, nếu dễ như vậy thì ai muốn cướp tài sản của người đã mất thì cứ đi tự đi làm giấy xác nhận là con nuôi là được rồi, không cần người làm đó công nhận thì chắc xã hội này loạn luôn quá. Phượng ơi là Phượng ơi, ai dám chứng khi Vũ Linh chưa cho phép trên giấy tờ, giống như Vũ Luân nè, Bình Tinh nè, cũng là con nuôi trên khẩu miệng, vậy có được hay không? Còn cái cô này á, tham thấy rõ, nghe mọi người nói con nuôi cũng được thừa hưởng gia tài, nên lật đật đi ra phường làm giấy, làm đơn là con nuôi. Hai mẹ con này quá tham, nên không biết luật là càng làm thì càng thấy xấu. Nếu ai mà dám chứng cái chuyện này thì chắc chết luôn. Thê Phị, mẹ con chị em bà Hồng Nhung càng âm mưu gian xảo bao nhiêu, càng nó bày ra được cái bộ mặt xấu xa thâm hiểm độc ác bấy nhiêu, họ càng làm vậy thì nhận quả báo bấy nhiêu mà thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những lời bình luận về những gì đang xảy ra trong gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bây giờ phải gọi là gia tộc sóng gió rồi các bạn ha, chúng ta đã lật mặt 7, lật mặt 8, lật mặt 9 đây nữa rồi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và nếu cảm thấy thông tin hữu ích cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Và hẹn lại các bạn trong một video lần sau.